Xin chào mọi người, thì hôm nay tôi có trải nghiệm cho người trải nghiệm về cái Tết ở miền quê ngoại thành như thế nào. Thì đối với miền quê ngoại thành Mỹ Tho này thì đa số thì dân họ tự trồng hoa như thế này, cho nên là khi mà Tết về thì khả năng mà họ mua hoa thì nó cũng không nhiều, chủ yếu là tự trồng là chính. Đây là cái nhà họ trồng hoa bên khúc Vạn Thọ, thì lại hoa thì nói về một khúc vậy. Còn nhà này thì trồng cái cây lan rất là đẹp. Chó nó sủa, thấy cây nữ hoàng đẹp vô cùng. Tết còn nó ở ở cảnh miền quê thì nếu mà ta muốn thưởng thức qua thì cái vấn đề này là nó không rất là dễ, chỉ cần đi dạo một vòng là chúng ta có thể thưởng thức được nhiều loại hoa khác nhau. Cái này là cái gì? Nhưng mà chỗ bông rất là đẹp. Bông này thì nó nở cũng vàng cũng hơn phân nửa rồi. Nhưng mà cái vẻ đẹp mà mùi thơm nó thơm nha. Hửi quá trời thơm luôn. Này nó tàn hết rồi. Nhà ai mà trồng cái này rất là đẹp, rất là thơm. Quá thơm. Gần mấy sông này nó cũng có cây này nè, nó có view cảnh này thực sự là rất là đẹp. Sát bên cầu dưới là nước hoa, đây là lộ, view thực sự là rất là đẹp. Thank you.
Mẹ đây là cái cảnh sông. Ở dưới ta thấy cá nó là mồi rất là nhiều. Ta thấy nó đắp mồi dưới. Bên đây là lũy tre làng. Tuy nó không còn giữ cái nét mà cách đây 20-30 năm nữa, nhưng mà nó vẫn mang một cái nét rất là riêng của vùng nông thôn ngoại thành. Nãy cho đi ngang qua cái chỗ tập kết bãi rác. Còn đây là cái khu mà trồng rau. Ở đây là họ trồng cái hoa. Hoa này thì cũng sắp sửa là chỗ bông mà cho thu hoạch. Ta thấy nhìn trên cao này nhìn rất là đẹp. Nếu mà quay có điều kiện mà đi xuống dưới quay thì nó càng tuyệt vời hơn. Tuy nhiên thì do có bé nên cô không có xuống mà quay cho mọi người coi được. Ta thấy đẹp tuyệt vời hơn. Rồi để ẵm bé. Để cho ẵm con xuống coi được không? Đây, ẵm. Dậy, đứng dậy cho ẵm nè. Đi đi xuống dưới đây thôi coi. Thấy hôm qua này cái dây nó phát triển rất là xanh tốt, nó đang cái giai đoạn mà cái bông nè, nhìn rất là đẹp. Để giảm đi tiếp. Đây là mấy cái bông mà cái trái nhá, nhỏ nhỏ nè. Nó đẹp ghê. Vừa nãy mới thấy có bà chủ mà tưới cây kìa, kìa bà chủ từ túc từ xa đó. Nhìn đang nghe điện thoại. Đây mấy cái trái hôm qua nó thụ phấn rồi, nó chuẩn bị nó lớn nè. Còn túc ở đây đi, túc đây có cái trái cũng bự rồi. Đâu ta? Đây này. Đây là cái trái. Cái hồi chán. Giờ có bé không, đâu có lội xuống dưới được. Để đây chạm không có. Để mấy clip này tôi quay liên tục, không có ngắt, để cho mọi người coi nó dễ dàng hơn. Tính cắt ghép mà thôi, để cho nó đảm bảo cái vấn đề mà thực tế nó đẹp. Và đi bộ đi con. Nhà nhóc bảy quá, vừa cầm mình sửa mà lại vừa đi. Vậy cha tưng bừng quá, cha là không quay được vậy nè. Đi coi, đi cha. Đi tới đi cầu dựng té đó nha. Cảnh quê ở miền Tây thì nó nếu điều kiện thì ta đi tham quan buổi chiều rất là đẹp. Nội nhưng mà cái cảnh mà cái vườn hôm qua này không là thấy nó đẹp mức ngàn. Thì chậm chậm thôi nghe con.
chủ đang tắt nước, nãy mới nghe điện thoại. Rồi đi tới đi con. Tưới nước hả bà chủ? Dạ. Hai cha con đi đi chiều đi vòng vòng chơi. Dạ. Không những bà chủ khéo chứ chồng cái gì cũng khéo. Chồng lúc trước trồng dưa leo, rồi thấy chồng bắp. Tưới hoa này rồi. Thấy chồng gì cũng tốt. Chắc chị chồng gãy chắc cũng nhiều năm hả chị? Đi đâu con, đi đâu một tuốt vậy con? Quá con nhóc này chạy như ngựa. Ở bên đây thì đây là cái khu mà có trồng bưởi. Bưởi ở đây thì nó cũng lão quá, cũng nhiều năm rồi. Trái nó cũng không được bự cái lắm. Cái này chắc chừng vài năm nữa là nó hư. Đây là cái rừng bưởi nó cũng còn mới nè. Ây da, té con ơi. Trái nó cũng bự. Rồi đi qua đây chị. Người ta có gãy mấy cái. Ây da, trời. Thôi đâu chạy qua vậy. Đây là cái trái bưởi, bưởi này nó sắp chín nè. Thôi về con ơi, được rồi. Để về bữa đó đi sâu vô trong đây luôn. Thôi tạm biệt mọi người.